Ngô Diệc Phàm liệu có bị thiến hóa học sau khi mãn hạn tù về Canada? Ngày 25 tháng 11, Sina đưa tin, Tòa án quận Triều Dương công khai bản án sơ thẩm dành cho Ngô Diệc Phàm. Nam diễn viên bị kết án 13 năm tù giam cho hai tội danh xâm hại tụ tập 18 cộng. Trong đó, anh bị phạt 11 năm 6 tháng tù giam cho tội xâm hại, 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi tụ tập quan hệ bất hợp pháp. Theo Tòa án quận Triều Dương, nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc thời gian thi hành án. Đại diện Đại sứ quán Canada đã tham dự phiên xét xử để bảo hộ quyền công dân cho Ngô Diệc Phàm. Trang All K-pop thông tin về việc công chúng Hàn Quốc bàn tán sôi nổi xoay quanh việc liệu Ngô Diệc Phàm có bị thiến hóa học sau khi bị trục xuất về Canada hay không. Thiến hóa học là cách ức chế ham muốn bằng biện pháp tiêm thuốc hoặc hormone vào người phạm tội về chuyện ấy. Canada là quốc gia thực hiện hình phạt thiến hóa học đối với những tội phạm xâm hại chịu mức án tù cao. Công chúng chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều trước thông tin này. Một số cho rằng đây là hình phạt xứng đáng cho những kẻ phạm tội như Ngô Diệc Phàm. Một số cho rằng đây chỉ là dự đoán, chưa phải thông tin chính thức được công bố từ cơ quan chức năng nên khó có thể thành sự thật. Họ bàn luận, chính phủ Canada nên làm điều đó. Làm thế nào mà anh ấy lại trở nên như vậy? Tôi sốc đến mức quên mất anh ấy từng là một phần của nhóm nhạc EXO. Điều đó vẫn chưa được xác nhận, nhưng tôi ước sẽ thành hiện thực. Hàn Quốc cũng cần có những hình phạt tương tự. Thời gian thụ án, Diệc Phàm còn đối diện các vụ kiện tụng tranh chấp tài chính khác. Công ty Vasti yêu cầu phía diễn viên trả số tiền 17,5 triệu nhân dân tệ, 60,3 tỷ đồng vì vi phạm hợp đồng. Một công ty khác yêu cầu tài tử đền bù hơn 13 triệu tệ, 45 tỷ đồng cũng vì vi phạm hợp đồng quảng cáo. Trước năm 2020, Ngô Diệc Phàm làm chủ hoặc có cổ phần trong 4 công ty, hiện 3 công ty giải thể. Anh chỉ còn nắm cổ phần ở công ty truyền thông Ước Hòa Vân Khởi. Tờ People Daily nhận định, việc Ngô Diệc Phàm từ đỉnh lưu chỉ sau hàng đầu có lượng fan lớn thành tù nhân là hồi chuông cảnh báo với giới giải trí. Lưu lượng, chỉ số truyền thông, lượng fan và danh tiếng là con dao hai lưỡi. Các sao lưu lượng càng dễ đánh mất bản thân, quên đi giới hạn đạo đức và pháp luật, trong khi chẳng đưa ra được tác phẩm hay nào, tờ này viết. Sau khi Ngô Diệc Phàm phải lĩnh bản án 13 năm tù giam, Hot Girl Đô Mỹ Trúc, nạn nhân trong vụ xâm hại đã lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô cho biết điều chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Đô Mỹ Trúc chia sẻ đã tiến hành hợp tác với cơ quan điều tra trong suốt 2 tháng khi tố bị Ngô Diệc Phàm xâm hại. Vì vấn đề bảo mật và riêng tư, tôi không thể trả lời truyền thông trong thời gian qua, Đô Mỹ Trúc nói. Cô cho biết, sự việc bị phanh phui ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Những người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm liên tục có những hành động quá khích, tấn công người đẹp suốt hơn 1 năm qua. Cô chờ đợi nhưng không nhận được lời xin lỗi. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc sống, không biết tôi phải chờ đợi và bị công kích trên mạng đến khi nào. Họ nói tôi là một kẻ vô kỷ luật tống tiền, mưu mô, không phải là nạn nhân. Đô Mỹ Trúc trả lòng sau 2 năm đi đòi lại công lý. Cô chia sẻ, đã trưởng thành hơn, nhận ra nhiều sai lầm dẫn đến hàng loạt sự việc đáng tiếc trong quá khứ. Ngoài ra, Đô Mỹ Trúc cho biết không phải là nữ anh hùng như cộng đồng mạng đặt cho, mà chỉ muốn lấy lại công lý. Trong bài viết, cô thể hiện sự hài lòng đối với bản án của Ngô Diệc Phàm. Đến nay, Hot Girl vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của Ngô Diệc Phàm. Cô chia sẻ, hành động của anh ta vô lương tâm và không thể tha thứ. Nhiều người hâm mộ còn coi tôi như tội đồ vì dám ra mặt công khai sự việc. Nhưng cuối cùng, công lý đã được thực thi. Tôi biết ơn luật pháp, không có tội phạm nào được tha thứ, kể cả ngôi sao lớn. Sau cuộc đấu tố với Ngô Diệc Phàm, Đô Mỹ Trúc trở thành gương mặt nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người vì đã dám lên tiếng công khai sự việc này.